Rồi, xin chào anh Trần Đặng đâu ạ? Anh sinh năm 1972 mà nhà Đông Bắc 60 độ, anh comment số 1 đi. Anh Trần Đặng đâu comment số 1 đi ạ? Đối với chủ nhà sinh năm 1972 là tuổi Nhâm Tý mà đang ở hướng Đông Bắc 60 độ. Nhâm Tý mà đang ở Đông Bắc 60 độ thì đây là hướng nhà. Tôi sẽ nói luôn là ở đây nhà anh này rất là hao tiền. Gần như là anh ở đây làm ra tiền nhưng không bao giữ tiền. Thất thoát rất nhiều mà tiền bạc. Bởi vì đây là hướng nhà thuộc vào hướng ngũ quỷ. Tức là khi mình ở trong một hướng nhà ngũ quỷ ấy, thì gần như là anh làm sẽ không bao giữ được tiền. Anh Trần Đặng ở đây có thể trực tiếp nghiệm chứng theo những điều tôi đã bán cho anh. Nghiệm chứng thực tế luôn đấy ạ. Đấy, trong trường hợp hướng nhà như này thì mình nên ăn bổ phù ở vị trí cửa chính nhà mình là rất là cần thiết để hóa giải trong trường hợp như này. Chồng sinh năm 69, nhà hướng Nam, mong thầy hữu duyên. Chị Hoài Nguyễn đâu comment số 1 đi. 69 là tuổi gì ạ? Tuổi gì ạ? Kỷ Dậu đúng không ạ? Đối với chủ nhà sinh năm 1969 mà ở hướng Nam. Hướng Nam là hướng có sao tấn tài thì nhà chị này ở đây là rất là tốt về cái mặt tài vận. Nhưng mà đang có hai cái sao xấu là ôn hoàng và trường bệnh. Hai sao này là chủ bệnh tật. Tức là khi cửa chính nhà chị mà bị hai sao này chiếu đến thì lúc nào trong nhà này cũng sẽ có người liên quan đến ốm đau bệnh tật. Mà ốm rất lâu chứ không phải ngày 1, ngày 2 mà hết bệnh được. Ốm lâu lắm. Đấy, chị Hoài Nguyễn có thể nghiệm chứng trực tiếp theo những điều tôi vừa đoán cho chị. Nhà này hay ốm lắm. Rồi anh Bùi Việt Hà đâu? Chồng 82, vợ 85. 82 là Nhâm Tuất, 85 là Ất Sửu. Ở hướng chính Đông Nam rồi. Sinh năm 82. Rồi tài khoản Bùi Việt Hà đâu? Comment số 1 đi. 82, Nhâm Tuất mà chính Đông Nam. Chính Đông Nam thì đây là hướng nhà rất là xấu. Hướng này hiện nay có 3 sao đó là Cô Quả, Vinh Phú và Thiếu Vong. Có 1 tốt và 2 xấu. Cái sao tốt ở đây là cái sao Vinh Phú thì ở đây trong những năm đầu làm ăn kinh tế có thể tốt. Nhưng một cái sao cực xấu đó là Cô Quả. Khi cửa chính nhà mình mà đang bị sao Cô Quả chiếu đến như này, vợ chồng đây rất là dễ xảy ra những cái sự xa cách trong hôn nhân. Tức là khó có thể ở cạnh nhau lắm. Cái này tôi đã luận đoán và nghiệm chứng không biết bao nhiêu trường hợp thực tế trên live stream. Thực chiến luôn đấy. Đấy. Ở đây chị Bùi Việt Hà phải hết sức của lưu ý. Cô Quả đang chiếu cửa nhà mình. Ngoài ra còn bị một cái sao nữa đó là sao gì ạ? Thiếu Vong thì người trong nhà mình rất là dễ xảy ra phát sinh các vấn đề liên quan đến chơi đỏ đen của các bạn. Ở đây chị Bùi Việt Hà nên để ý nha. Đấy. Cho dù mình ở cái trong cái căn nhà này mình muốn hay mình không muốn thì ở đây lâu nó tự phát sinh các vấn đề như vậy. Đấy. Vì vậy hết sức phải lưu ý nha.